Xin chào cả nhà. Thưởng thức một ly sinh tố mát lạnh vào mùa hè thì còn gì bằng phải không ạ? Và sẽ thật tuyệt vời hơn với những nguyên liệu chúng ta tự chuẩn bị và tự tay mix. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu máy làm sinh tố chỉ mất khoảng vài chục giây thôi, đến từ thương hiệu của Hurom, model là BLC01CRD. Hãy cùng em đi khám phá chi tiết sản phẩm này ngay bây giờ nhé. Đầu tiên là về tổng quan máy xe sinh tố Hurom BLC01CRD thì em này khá là nhỏ gọn, phù hợp cho mọi không gian bếp từ nhỏ tới lớn. Và vì nó nhỏ thế này sẽ phù hợp để sử dụng cho cá nhân hoặc là gia đình từ 1 tới 2 người mọi người nha. Toàn bộ thì là màu đỏ này. Và phía mặt trên sẽ được viền mạ cái viền inox rất là sáng bóng và đẹp. Em này sẽ có tổng cộng là 2 cối, được làm từ nhựa titan, không chứa BPA, an toàn cho sức khỏe. Thiết kế trong suốt này, để chúng ta có thể dễ dàng quan sát cái độ nhuyễn của thực phẩm. Ngoài ra, hai cái cốc này khi mọi người tháo lưỡi dao này ra nha, thì nó sẽ có một cái nắp đựng để chúng ta có thể uống nước, uống sinh tố. Chúng ta mang đi picnic, mang đi chơi, mang đi làm nha. Đóng và bảo quản rất là dễ dàng. Tiếp đến là về phần lưỡi dao của máy xay sinh tố Hurom thì là lưỡi dao thép không gỉ inox 304, vô cùng sắc bén, có tổng cộng là 4 cánh mọi người nha. Thế nên là xay rất là nhuyễn luôn. Dung tích của hai cối, cối dài hơn này sẽ là 600mm của nhà, và cối này sẽ là 350mm, phù hợp để chúng ta mang đi picnic, ra ngoại hoặc là mang đi để tập gym nha. Phía dưới cùng là 4 chân đế cao su giúp máy vững chắc trong suốt quá trình hoạt động. Đồng thời sẽ là một cái quạt tản nhiệt mọi người này. Đó. Vì thế, máy xay một thời gian dài, chúng ta biết cách sử dụng thì nó sẽ không gây hại tới động cơ nha. Chốt lại với mức giá chỉ hơn 1 triệu đồng một xíu thôi, bảo hành chính hãng 1 năm, xay sinh tố, xay đồ khô, đồ gia vị rất là nhanh, thì đây sẽ là một sản phẩm rất xứng đáng để chúng ta có thể sử dụng quanh năm rồi. Link sản phẩm em sẽ để bên dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.